Vâng, hai người chơi đã sẵn sàng cho ván đấu thứ nhất rồi chưa ạ? Sẵn sàng rồi. Vâng, hai người chơi đã sẵn sàng. Ván đấu thứ nhất bắt đầu. Vâng, và như vậy là ván đấu thứ nhất thì người chơi Trần Viết Soái đến từ Bắc Ninh mang mã số 529 đã được quyền đi trước. Và ngay lập tức thì anh đã đóng pháo vào đầu, pháo 2 bình 5. Người chơi Phùng Gia Thuận đến từ Vĩnh Phúc mang mã số 101 là cầm con đen đi sau. Anh Phùng Gia Thuận lập tức là cũng pháo 8 bình 5 là trở thành thế trận thuận pháo. Mà chúng ta thấy là đây là một cái thế trận mà chúng ta vẫn thường biết là một thế trận đối công rất là quyết liệt. Và đấy, đến đây thì chúng ta thấy là hai bên đều triển khai thế trận là thuận pháo trực xa, đối với bên đen là đi thuận pháo hoành xa. Và đây thì chúng ta thấy là anh Trần Kết Sái đã quyết định là đi tốt 3 tiến 1, trở thành cái trận tiến binh 3 sớm. Và ngoài những phương án này thì có thể có những phương án khác, ví dụ như là xe 8 tiến 4, xe 8 tiến 6, v.v. Và phương án tốt 3 tiến 1 cũng là một trong những phương án rất thường được sử dụng. Và đến đây nếu như hình cờ như này chúng ta sẽ gặp một cái hình cờ rất là phổ biến, tức là trở thành thế trận là lưỡng đầu xà. Thông thường là bên đỏ có thể đi lưỡng đầu xà bằng phương án là tốt 7 tiến 1. Và như vậy thì chúng ta thấy là một cái thế trận rất là quen thuộc và cũng... Vâng, như vậy là anh Soái đã đi tốt 7 tiến 1 rồi, đã hình thành thế trận lưỡng đầu xà. Vâng, xe 1 tiến 1. Và chúng ta thấy là một cái thế trận... gần như là một thế trận kinh điển ở trong cái thế trận thuận pháo. Nước xe 1 tiến 1 này là để cho tương lai sẽ chuyển thành xe 1 bình 3 và mở thông lộ 3 bằng các phương án như tốt 3 tiến 1 và sau đó thì mã 3 tiến 4, thí mã trước đoạt mã sau. Thì thông đường lộ 3 phải nói đây là một trong những rất là hay của bên hậu. Còn đổi lại nếu như không sử dụng phương án này mà sử dụng phương án là xe 4 tiến 5, sau đó là xe 4 bình 3 đè mã thì bên tiên thì thường có một thủ đoạn rất là thông dụng là đi tượng 7 tiến 9 và sau đó là xe 9 bình 7 giữ mã. Mã 3 tiến 4 ở đây chúng ta thấy rằng là trong những cái trận biến thuận pháo với lưỡng đầu xà đối với song hành xa như chúng ta thường gặp thì cái phương án mã 3 tiến 4 cũng rất là hay được sử dụng. Và thường là tạo ra một cái thế trận đối công rất là kịch liệt và hai bên đều có những phương án tấn công cũng như phòng thủ rất là hay. Và lại ở đây thì chúng ta xin trở lại với người chơi cầm con đen đi sau là anh Phùng Gia Thuận. Phải nói là anh Phùng Gia Thuận mặc dù là một người chơi nó mang tính chất phong trào, anh đến từ tỉnh Vĩnh Phúc và địa phận Tam Dương Vĩnh Phúc. Anh không phải là kỳ thủ chuyên nghiệp cũng như là không thường xuyên thi đấu ở các giải đấu đỉnh cao. Và mặc dù tuổi anh cũng khá là cao, năm nay anh đã 64 tuổi. Tuy nhiên là chúng ta thấy là trong cái đường cờ thì hoàn toàn là chúng ta không có cảm giác là một cái người cao tuổi. Mà chúng ta thấy là một những đường cờ phải nói rất là linh hoạt, rất là sắc bén để đối phó lại với một bên là anh Trần Viết Soái cũng rất là tinh thông kinh sử. Và chúng ta thấy là ở đây thì phải nói là người chơi Phùng Gia Thuận mặc dù tuổi cao nhưng cũng hết sức là xuất sắc trong cái đường cờ của mình. Còn người chơi cầm quân đỏ đi trước thì chúng ta biết rằng anh Trần Viết Soái. Trần Viết Soái thường là chúng ta vẫn được biết đến anh với tư cách là đội tuyển cờ tướng của công an tỉnh Bắc Ninh. Mặc dù anh Soái cũng không phải là người chơi chuyên nghiệp, tuy nhiên lối chơi của anh Soái phải nói là rất hay, rất là xuất sắc. Và anh thường là sử dụng cái phương án bằng cái sức nghĩ của mình và những cái cuộc cờ cũng như là trong cuộc sống thì anh là một trong những người rất được tin yêu. Và chúng ta thấy là đến đây thì anh Soái đã có một cái thế trận pháo đầu đối với thuận pháo của bên hậu, nói là rất là hay. Và bây giờ thì trở lại ván cờ, chúng ta thấy là bên đen đã quyết định là đi nước xe 4 bình 3. Và đây là một trong những cái biến chúng ta thấy là cũng khá là mới của người chơi Phùng Gia Thuận. Thì thông thường là bên hậu là thường triển khai hai xe đều trước, ít khi mà sử dụng một con xe tấn công liên tục vào phòng tuyến, quấy rối phòng tuyến của đối phương.
Và đây thì anh Phùng Gia Thuận đã quyết định là đi nước xe 4 bình 3. Và nếu như trong trường hợp mà bên Tiên mà vội vàng nhảy mã lên thì sẽ bị ăn xe về tốt và rất nguy hiểm. Và trong trường hợp mà tiến xe giữ mã thì rất có thể là sẽ phải bỏ lại con tượng. Và bên đỏ cũng hoàn toàn chấp nhận phương án là bỏ tượng. Tuy là bên Tiên sẽ ăn được con tượng này, nhưng quân thì phát triển chưa đầy đủ. Phải nói là đây là cũng là một trong những cái yếu điểm của bên đi sau. Và chúng ta hãy cùng chờ xem liệu là anh Thuận có chơi phương án 5 ăn 5 thua như vậy hay không. Vâng. Và như vậy chúng ta thấy là rõ ràng là anh Phùng Gia Thuận bình xe trước mắt là dọa ăn con tượng. Tuy nhiên là nếu như ăn con tượng ngay thì không dễ dàng đạt được lợi thế, và chắc chắn là bên đỏ sẽ đi xe 2 tiến 5, xong rồi bình ra chiếm cái lộ 6 rất quan trọng. Chính vì thế là anh Phùng Gia Thuận đã quyết định là đi xe 1 bình 4 trước, cũng là một trong những phương án hết sức hợp lý trong cái thời điểm này. Và cái phương án xe 1 bình 4 đang đe dọa là xe 4 sẽ tiến 6 bắt mã của đối phương. Và bây giờ thì đến lượt người chơi Trần Viết Soái sẽ phải trả lời. Vâng, anh Soái lên sĩ 4 tiến 5. Mục đích quan trọng nhất là để hạn chế cái nước xe 4 tiến 6 bắt mã. Vâng, và như vậy là chúng ta thấy là trở lại với ván đấu thì ở đây thì cả hai bên đều đã triển khai quân tấn công rất là dữ dội vào phòng tuyến của đối phương. Và đến đây thì anh Phùng Gia Thuận đã quyết định là đi sĩ 4 tiến 5, củng cố trung lộ để chờ đợi phương án tấn công tiếp theo. Và bây giờ lại đến lượt bên đỏ, chúng ta hãy cùng chờ xem người chơi Trần Viết Soái sẽ lựa chọn phương án nào. Rất có thể anh sẽ sử dụng phương án là xe 2 tiến 5 hoặc xe 2 tiến 6. Có thể xe 2 tiến 5 là với mục đích cơ bản nhất là sẽ tranh chiếm cái lộ 6 rất là quan trọng của mình, hoặc là xe 2 tiến 6 ăn vào tốt 3 để mà... Vâng, nhưng mà chúng ta thấy rằng người chơi Trần Viết Soái đã không chọn một trong hai phương án đó và quyết định là pháo 5 bình 3. Đây cũng là một nước cờ rất là hay. Nước cờ này đe dọa, vừa đe dọa là lâu dài là sẽ bắt con xe 3 đang rất là mạnh của đối thủ, và đồng thời là đe dọa tốt 3 tiến 1 hơn con tốt sang sông và uy hiếp trực tiếp lên lộ 7 rất là yếu của anh Phùng Gia Thuận. Vâng, và phải nói là anh Phùng Gia Thuận đã e ngại nước bị bắt xe sau này, cho nên đã quyết định là chạy xe 2-3 bình 2. Và như vậy thì để mặc cho bên đối phương có thể tự do đưa tốt 3 qua sông. Và chúng ta thấy là một cái hình rất là nguy hiểm. Vâng. Như vậy là đã tốt 3 tiến 1 rồi. Và bây giờ lợi dụng cho bên đen có cái mã 7 rất là yếu. Chúng ta thấy là anh Trần Viết Soái đã ngay lập tức là tấn công ngay bằng nước tốt 3 tiến 1. Phải nói là người chơi Trần Viết Soái đã hết sức sắc bén và nhạy cảm chiến thuật trong những cái đường cờ như thế này. Nói là ngay sau khi bên hậu đi sĩ 4 tiến 5, tạm thời củng cố trung lộ, tuy nhiên là vô hình chung đã tạo ra một cái điểm yếu là bên cánh trái của mình. Và ngay lập tức thì là anh Trần Viết Soái đã pháo 5 bình 3 và tốt 3 tiến 1 khoan ngay vào điểm yếu của phòng tuyến đối phương.
Và như vậy chúng ta thấy là người chơi Trần Viết Soái rất là nhạy bén trong chiến lược, chiến thuật của mình. Ở đây là anh Thuận đã quyết định là bỏ mã. Và chúng ta thấy là cũng có lẽ là cũng không còn đường nào hay hơn. Bởi vì nếu như không bỏ mã thì để cho tốt 3 tiếp tục tiến 1 xuống thì gần như là phòng tuyến bên cánh trái bị thủng hoàn toàn và không có khả năng chống đỡ. Do vậy là bây giờ thì không còn cách nào khác, anh Thuận chấp nhận là mất một quân. Tuy nhiên là để cho thế trận có vẻ như dễ thở hơn một chút. Ở đây chúng ta thấy rằng nếu như trong trường hợp mà đi pháo ăn sang thì chắc chắn là anh Thuận sẽ chơi nước pháo 5 tiến 4. Xong rồi sau đó là pháo 2 để bình 7 đấu quân. Và bây giờ thì chấp nhận lỗ một quân nhưng mà lời hai tốt. Thì cũng hy vọng là có thể là một cách nào đấy may ra có thể ngõ hầu có thể cân bằng được thế trận chăng. Tuy nhiên là chúng ta thấy là ở đây thì anh Soái một mặt là hơn quân, một mặt là đều có thế tấn công pháo mã rất là mạnh. Thì chúng ta hãy cùng chờ đợi xem là anh Thuận sẽ tiếp tục chơi như thế nào. Phải nói là rất là khó. Đến đây anh Thuận sẽ có hai sự lựa chọn cơ bản. Một là đi xe 2 thoái 3. Xe 2 thoái 3 thì chắc chắn là sẽ vào pháo 3 sẽ bình 8 và như vậy sẽ trở thành một cái hình cờ. Một bên sẽ còn xe 2 xe 2 mã và bên còn 2 xe 1 mã, kém 1 mã. Và như vậy thì cũng rất là khó có thể giành được cái lợi thế. Và phương án thứ hai có thể là pháo 8, pháo 2 có thể bình 7 ăn tốt và như vậy thì bên đỏ chắc chắn là sẽ đi pháo 8 sẽ thoái 2. Và như vậy thì cũng là hơn quân và với hình cờ là bên đỏ sẽ còn 3 quân chiến. Và như vậy thì bên đỏ sẽ còn 2 xe, 1 pháo, 2 mã. Vâng, tôi nhận được tín hiệu của người chơi Trần Viết Soái. Anh Soái cần gì ạ? À, tôi xin trợ giúp của người đồng hành với tôi ạ. Vâng. Xin mời người trợ giúp cho người chơi Trần Viết Soái. Vâng, anh Vũ Hữu Cường. Alo, anh Cường à? Anh ơi, đến hình cờ này thì mình hơn cây rồi, bây giờ đang phải xử lý con pháo. Thì có hai cái hướng là pháo thoái pháo 8, thoái 2 hoặc là nhảy mã sang giao để giữ pháo, thì anh trợ giúp em xem là đi cái nước nào thì nó mạnh. Vâng. Vâng, vâng. Như vậy là thoái pháo về về để lấy căn xe để chuyển sang đấu tiếp đi. Vâng. Vâng, 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 vâng. Ok, em cảm ơn anh. Vâng. Anh Soái vừa nhận được sự trợ giúp. Anh thấy thời điểm này thì anh thế nào? Anh cảm giác cái trận đấu này thế nào? Trước tiên là tôi hơn một cây thế, tuy nhiên là cái con tốt 7 của đối phương cũng đang chuẩn bị sang sông. Vâng. Cũng là cái mối e ngại nên ta đang phải xử lý cái cờ. Vâng. Hiện tại thì tôi chưa thể lên tượng được vì cái xe đang bắt thằng pháo ở nội 8 của tôi. Vâng. Nên tôi phải đang tìm cách giữ thằng pháo này, thì chắc là bên họ người ta sẽ có nước đấm binh 7 qua sông để bắt mã. Đúng vậy. Tôi phải xử lý cái hình cờ cho nó hơn. Vâng. Một cây nhưng mà tốt 7 sang sông, mà thằng xe 9 của tôi vẫn đang ở cái độ nó chưa đẹp lắm, nên là cũng phải xử lý hình cờ nó tốt thì mới xử lý được. Vâng. Vậy thời điểm này thì anh sẽ dự định nước gì tiếp theo? Tôi sẽ nghe theo anh Vũ Hữu Cường, rồi sẽ pháo 8 thoái 2. Vâng. Rồi xe tùy cơ xem bên hậu chú Thuận đi nước nào tôi sẽ tính tiếp. Vâng. Cảm ơn anh. Bước tiếp tục. Vâng, và như vậy là chúng ta thấy là người chơi Trần Viết Soái chắc là sẽ có sự lựa chọn của mình. Và tôi cũng cho rằng là nước pháo 8 thoái 2 là nước cờ hết sức hợp lý. Còn đổi lại nếu như chúng ta đi nước mã 4 tiến 6 thì rất có thể là bên đen sẽ đi nước tốt 3 tiến 1. Và như vậy thì mặc dù anh Soái vẫn hơn quân, tuy nhiên là để hình cờ sẽ còn hai con mã đánh với xe pháo xí tượng bền thì cũng rất là khó có thể giành được thắng lợi. Và do vậy là nếu như chúng ta đi pháo 8 thoái 2 thì cái thế cờ nó chủ động hơn và có thể chúng ta sẽ lựa chọn phương án một là nhảy mã 4 tiến 6, hai là nhảy mã 5 tiến 6, còn tùy thuộc vào hình cờ cụ thể. Ở đây thì rõ ràng là nước cờ này nó giúp cho con pháo vừa linh hoạt hơn, đồng thời lại một cái phương án thứ hai nữa là hạn chế cái đường phát triển của con xe 8 của xe 2 của bên
đối phương, và như vậy thì nước cờ hết sức là hợp lý. Vâng, khi xe 4 bình 2, có vẻ như người chơi Phùng Gia Thuận cũng chưa tìm được hướng đi nào thích hợp hơn. Bây giờ đi nước cờ này có lẽ là cũng không có nhiều lợi ích lắm. Và chắc chắn là trước sau gì thì bên đỏ cũng sẽ bình pháo vào đầu hoặc là chuyển pháo sang bên kia. Do vậy là nước cờ này tôi có cảm giác như nước cờ có phần khá là thừa. Ở đây nếu như trong trường hợp mà bên đỏ sẽ đi pháo 8 bình 5, sau đó thì sẽ nước tiếp theo sẽ là mã 4 tiến 6 thì sẽ rất là linh hoạt. Vâng, có vẻ như người chơi Trần Viết Soái hết sức là cẩn thận. Anh đã quyết định là bình pháo đấu. Bình pháo đấu thì chúng ta thấy là một cái thế trận rất là an toàn và chắc chắn, dường như không có cửa thua. Tuy nhiên là để giành được chiến thắng anh phải hết sức khéo léo và hết sức chính xác. Ở đây thì chắc chắn là nếu đi như pháo bình 3 thì bắt buộc là bên đen phải đấu rồi. Bởi vì không thể chạy pháo, vì chạy pháo thì sẽ bị nước pháo 3 tiến 7 chiếu hết, nên là bắt buộc phải đấu. Và đấu thì con xe 9 sẽ bình 3, sẽ thông luôn lộ xe. Và sau đó thì sẽ nhảy mã bắt mã, thì phải nói là cái ưu thế rất là rõ rệt. Và gần như là anh Soái đã quyết định sử dụng cái phương án là không thể thua đã. Vâng, và đến đây thì anh Thuận đã quyết định là đi nước tốt 5 tiến 1. Mục đích là để nếu như mà ăn pháo thì sẽ là tốt 5 tiến 1, bắt lại mã. Và như vậy thì chúng ta thấy rằng là cũng là một trong những phương án có thể chấp nhận được. Ở đây thì chúng ta thấy bên anh Soái sẽ có sự lựa chọn, một là chạy mã, hai là ăn pháo. Chúng ta thấy là rất có thể là sẽ ăn pháo luôn. Và sau khi ăn pháo lại tiếp tục là tiến xe tỳ cửu và tấn công gấp bằng hai xe một pháo một cánh. Rất có thể là giành được thắng lợi sớm. Và có lẽ là rất có thể là người chơi Trần Viết Soái sẽ chọn phương án này. Ví dụ như pháo 3 tiến 3, pháo 3 tiến 5, và có lẽ là anh Soái đã chọn phương án đó rồi. Nếu như tốt 5 tiến 1 thì rất có thể là sẽ là xe 2 sẽ tiến 8. Và tiếp tục nếu ăn mã thì sẽ bình vào bắt tượng, và như vậy là có thể giành được thắng lợi khá là nhanh chóng. Và chúng ta hãy cùng chờ xem là người chơi Trần Viết Soái sẽ có chọn phương án này hay không. Tại vì chúng ta thấy là bên cánh phải của đối phương hiện tại đang không có quân chống đỡ. Do vậy là rất là dễ để cho bên anh Trần Viết Soái có thể thực hiện được đòn phối hợp. Vâng, nếu như xe 2 tiến 8 thì nước đi tiếp theo sẽ là gì? Nếu xe 2 đến 8 thì rất có thể là bên hậu sẽ phải chống đỡ bằng cách đấu xe, là sĩ 5 sẽ thoái 4. Còn nếu không, nếu mà ăn mã thì chắc chắn là sẽ bị... Vâng, anh Soái đã quyết định đi nước. Có lẽ là nước này tôi nghĩ là thậm chí còn mạnh hơn là ăn tượng ngay, chứ không cần ăn tượng gián tiếp nữa. Bây giờ nếu như mà chắc chắn là không thể lên tượng được rồi. Nếu như tượng 5, à tượng 7 mà tiến 9 thì chắc chắn sẽ là xe 2 thoái 1 thì hết sức nguy hiểm. Còn nếu mà tượng 7 mà tiến 5 thì sẽ là pháo sẽ ăn mã, thì như vậy là kém hai quân thì rất là khó chống đỡ. Như vậy là tôi thấy là một nước cờ rất là hay, rất là sắc sảo. Vẻ trong những thời gian gần đây là người chơi Trần Viết Soái có vẻ như tập luyện cờ rất nhiều, nên là nước cờ hiện nay của anh có cái sự khác biệt rõ rệt anh chị ạ. Vâng, thực ra thì tôi cũng đã theo dõi người chơi Trần Viết Soái thi đấu rất là nhiều lần. Phải nói là anh Soái là một trong những người mà có cái sức nghĩ rất là tốt. Anh luôn luôn là có những đòn tấn công rất là sắc sảo và luôn luôn là đạt được những cái ưu thế rất là tốt. Anh phải nói là anh không phụ thuộc quá nhiều vào bản sách vở. Thế nhưng mà với cái sức nghĩ vô cùng là sắc sảo của mình thì anh sẽ là một cái mối đe dọa cho bất kỳ kỳ thủ nào. Và ở đây chúng ta thấy là bây giờ hiện tại thì anh Soái đã hơn một quân. Và nước tiếp theo chắc chắn là sẽ là xe ăn tượng, và sau đó là tính bình pháo ra biên để tổ chức xe pháo tấn công. Và trong đó thì con xe 9 đã sẵn sàng linh hoạt, có thể chuyển sang bất kể lúc nào. Và như vậy thì chúng ta thấy là đến đây thì ưu thế đã rất là rõ rệt rồi. Và chúng ta hãy cùng chờ xem là người chơi Trần Viết Soái có giành được thắng lợi ở ván đấu này hay không.
mọi chuyện đều có thể xảy ra anh chị ạ. Vâng. Nên đến thời điểm này là thời điểm nhạy cảm của ván đấu thứ nhất. Nếu như người chơi Trần Viết Soái đi những nước đi thật chính xác thì rất có thể anh sẽ đem được một chiến thắng ở ván đấu thứ nhất này. À, tôi thì tôi nghĩ rằng nếu mà đơn giản nhất có thể là ăn tượng. Tuy nhiên là anh Soái thì muốn đi nước già hơn. Bây giờ nhảy mã bắt mã, nếu trong trường hợp mà mã tiến 5 thì chắc chắn là sẽ là mã 6 tiến 4. Là anh Soái muốn tấn công ngay. Chúng ta thấy đây là một cái phương án phải nói là cũng rất là mạnh mẽ. Chắc chắn là mã 6 tiến 4 rồi. Mã 6 tiến 4 với cái mục đích là dọa là mã 4 sẽ tiến 3 chiếu. Và sau đó thì phá vật tượng là hết ngay. Vâng. Đây thì rất có thể là sẽ là xe bình 5 bắt chết mã. Bây giờ thì không có phương án nào khác, nên bắt buộc là anh Phùng Gia Thuận sẽ phải lên sĩ để cản mã. Và khi mà lên sĩ cản mã thì sẽ lộ ra một cái điểm yếu, tức là con mã đầu. Và chúng ta thấy là anh Soái đã tận dụng rất là tốt điểm này. Trong trường hợp mà xe 9 bình 5, vâng, xe 9 bình 5 chắc chắn là chỉ còn mỗi một nước duy nhất là xe sau sẽ bình 5 thôi. Mà xe sau bình 5 thì lúc bấy giờ anh Soái sẽ ung dung ăn xe vào tượng, sử dụng xe phao mã đánh một cánh, gần như là khả năng giành chiến thắng là rất lớn rồi. Thời gian còn rất nhiều. Và sau khi mà xe 2 bình 5 để giữ mã thì trước sau gì cũng phải nhảy mã để đấu xe. Thì như vậy là một con xe thì ở quá xa trận địa, không thể lui về đỡ kịp. Và trong khi đó thì xe pháo mã đã tấn công một cánh. Phải nói là hôm nay tôi thấy bên đỏ chơi hết sức là sắc bén và cái nhạy cảm chiến thuật anh rất là tốt. Và trở lại với người chơi cầm nguyên đỏ là anh Trần Viết Soái, thì chúng ta cũng đã biết rằng là anh Trần Viết Soái là cái người cũng rất là nổi tiếng ở khu vực làng cờ tướng tỉnh Bắc Ninh. Anh được biết đến như là một cái người rất là giỏi đánh cờ và cũng là một cái người rất là hào hiệt trượng nghĩa. Và tôi thấy là ở nơi quê hương anh thì luôn luôn là cái nơi tụ điểm để cho tất cả những người dân yêu cờ có thể đến sinh hoạt. Và bất kể ở đâu, từ Nam chí Bắc, và chúng ta thấy là những người chơi từ những địa phương rất là xa xôi như tận Hồ Chí Minh, Bình Phước, Cà Mau cũng đã tề tựu ở làng An Trụ, tỉnh Bắc Ninh. Và như vậy chúng ta thấy rằng là đó là một cái nơi mà sinh hoạt rất là quý của cái làng cờ tướng tỉnh phía Bắc nói riêng và cả nước nói chung. Mà chúng ta thấy rằng nếu như bình thường thì anh Bình ạ, nếu như chúng ta mà về cái làng quê thì An Trụ vâng. Hiện Lương Tài thì Bắc Ninh thì chúng ta sẽ nghĩ rằng đấy là một cái làng quê hết sức yên bình, bên bờ sông Đuống, và nó ở được cái con sông Đuống bao quanh. Thế tuy nhiên là gần đây thì chúng ta thấy là nó là nơi bây giờ đã là nơi gọi là quần long tự hội của cái làng cờ tướng của cả nước rồi. Thậm chí là rất là nhiều người, những cái danh thủ hàng đầu quốc gia, ví dụ như Lại Lý Huynh, Nguyễn Minh Nhật Quang, Nguyễn Hoàng Lâm đã có, và rất nhiều danh thủ khác cũng đã từng đến đây để mà so đọ công lực. Do vậy là chúng ta thấy là một cái điểm đến rất là hấp dẫn của làng cờ tướng. Và trở lại với ván cờ thì chúng ta thấy rằng ở đây là anh Thuận đã quyết định là đi tượng 3 tiến 5 với mục tiêu là tạm thời bắt xe. Tuy nhiên là chúng ta thấy là cái nước cờ này cũng không mang nhiều ý nghĩa, tại vì sau khi mà bên đỏ chạy xe thì bên đen sẽ phải chạy mã. Còn nếu như trong trường hợp mà chạy mã đi nước khác thì sẽ bị pháo lại ăn vào tượng, vỡ trung lộ thì cũng phải nói là cũng rất là nguy hiểm. Mà trong khi đó thì bên đen dường như chưa có thế trận nào phản công cả. Chúng ta thấy ở đây là một cái nước cờ cũng khá là nguy hiểm. Mà chưa kể là còn nếu mà chạy mã thì còn có nước là mã 6 sẽ 4 sẽ tiến 6. Tiến 6, vâng. Chiếu, còn nếu lấy xe ra cản thì sẽ ăn xe xuống tượng, chiếu là sẽ giành được chiến thắng ngay. Vâng. Còn nếu như trong trường hợp mà xuất tướng ra thì là sẽ xe 2 bình 4 ăn sĩ thì cũng rất là khó. Bây giờ thì chúng ta cùng chờ xem liệu là anh Thuận sẽ phải chạy mã đi đâu. Tôi nghĩ là rất là khó. Một tình thế khó khăn cho người chơi Phùng Gia Thuận rồi. Ở vòng 1, người chơi Phùng Gia Thuận đã chứng tỏ mình là một người tuy rằng cũng tuổi thì khá là cao rồi, 64 tuổi,
nhưng anh cũng đã chứng tỏ mình là một người có cái phong cách và cái lối chơi rất mạnh mẽ. Vâng, và chúng ta thấy rằng là ở những cái người chơi tuổi cao thì thông thường là rất là dày dặn kinh nghiệm, và những cái chiến trường cờ tướng này thì chúng ta thấy rằng là khác với những môn thể thao khác. Khi mà những môn thể thao khác thì thường là những người cao tuổi sẽ bị lép vế. Thế nhưng mà ở đây thì nó bù lại ở chỗ bản lĩnh và kinh nghiệm của cái cuộc sống cũng như là chơi cờ, thì phải nói là những người chơi mà tuổi cao thường thường là cũng có thể cân bằng được với những người mà ít tuổi hơn. Chúng ta thấy là trận trước thì chúng ta đã chứng kiến một trận đấu giữa một người chơi cũng đến từ tỉnh Phú Thọ là anh Nguyễn Hữu Chuẩn, mặc dù tuổi đã cao nhưng mà đã chiến thắng rất là thuyết phục trước một cái người chơi cũng rất là xuất sắc của làng cờ Hà Nội. Anh biết là anh Lê Văn Lượng, nói rất là hay. Đúng vậy. Và ngay chính anh Phùng Gia Thuận thì chúng ta đã chứng kiến ở vòng 1 anh đã thi đấu một ván đấu phải nói hết sức là xuất sắc. Mà kể cả ván đấu này nữa, chúng ta thấy rằng là phải nói là anh rất là bất lợi khi gặp một người chơi rất là xuất sắc như anh Trần Viết Soái mà thôi. Chứ như trong trận đấu này thì anh cũng đánh rất là hay. Ở đây chúng ta thấy rằng anh Thuận đã đi nước xe bình 7 với mục đích là bắt pháo, đồng thời là chặn cái đường pháo tiến chiếu. Tuy nhiên là nếu như anh Soái mà đi xe ăn lên mã thì rất có khả năng anh Thuận cũng không ăn lại được pháo. Tại vì sau khi ăn mã, nếu ăn lên pháo thì sẽ là xe 5 tiến 1 ăn tượng. Về sĩ thì sẽ mất xe, còn xuất tướng thì sẽ bị vỡ nốt sĩ đáy. Và như vậy thì chúng ta thấy là đến đây thì có lẽ là phần thắng đã rất rõ rệt nghiêng về phía anh Soái rồi. Vâng, rất mạnh dạn, ăn thẳng vào mã 5. Tiếp theo sẽ là gì? Liệu rằng có mất pháo hay không? Theo thì tôi nghĩ chắc chắn là đe dọa là nước đơn giản nhất là xe 5 tiến 1. Và đến thời điểm hiện tại thì những cổ động viên cho người chơi Trần Viết Soái đã bắt đầu nở những nụ cười rất tuyệt vời. Mới chỉ cách đây có vài tháng mà thôi, nhưng đến thời điểm này tôi nhận thấy rằng và chúng ta lại nhìn được những gương mặt của những cổ động viên dành cho Trần Viết Soái, và họ đã bắt đầu cảm thấy có phần tin tưởng và yêu mến người chơi Trần Viết Soái hơn rất nhiều. Mới chỉ cách đây mấy tháng thôi, nhưng đến thời điểm này thì người chơi Trần Viết Soái đã chứng tỏ mình là một người chơi rất tốt. Vâng, và trở lại với ván đấu thì chúng ta thấy rằng là không thể ăn xe 7 tiến 1 được, vì xe 7 tiến 1 thì sẽ bị xe 5 tiến 1 chiếu tướng và thua ngay. Do vậy là anh Thuận đã quyết định là thoái xe về giữ tượng. Tuy nhiên là như vậy thì anh sẽ bị kém cả hai quân. Đồng thời với việc kém hai quân lại còn vỡ cả đôi tượng nữa thì có lẽ là rất là khó có thể cầm cự được trong ván đấu này. Và chắc chắn là có thể là xe 5 tiến 1 là nước cờ đơn giản nhất là có thể chiếu tướng. Và đấu xe thì sẽ trở thành là xe pháo mã. Đánh với xe hai sĩ thì dường như là đến đây chúng ta có thể tin rằng là trận đấu dường như không có khả năng chống đỡ nữa rồi. Chỉ là chậm một chút mà thôi. Tuy nhiên vẫn sẽ có cơ hội dành cho Phùng Gia Thuận ở ván đấu thứ hai. Vâng, và như vậy thì đến đây thì chúng ta thấy là một bên sẽ còn xe pháo mã, và bên thì chỉ còn có xe đôi sĩ thôi. Cái vấn đề là chúng ta hãy cùng xem người chơi Trần Viết Soái kết thúc ván cờ như thế nào mà thôi. Có lẽ là đến đây thì chúng ta cũng không còn gì để phải suy nghĩ nữa rồi. Rất có thể là anh sẽ chơi ví dụ như là mã 4 tiến 6 chiếu tướng, xong sau đó là pháo 5 sẽ thoái 5. Và vâng, mã 4 thì tiến 6 rồi.
rất khó. Rất khó cho Phùng Gia Thuận. Chuẩn bị tiếp tục chiếu. Đang đe dọa là mã 6 sẽ thoái 5 chiếu tướng ăn xe. Còn nếu mà chạy xe sang thì sẽ mà mã 6 sẽ tiến 7 chiếu. Và nốt sĩ thôi. Vâng, không thể tin nổi đúng không ạ? Đến thời điểm này, người chơi Trần Viết Soái đã chứng tỏ và không phụ công những anh em yêu cờ trên cả nước đã bình chọn cho anh vào vòng 2. Nói là đến đây thì chúng ta đã thấy là một cái màn trình diễn thật là tuyệt vời của bên đỏ và chứng tỏ một cái bản lĩnh cũng như là trình độ thi đấu rất là cao của anh Trần Viết Soái. Và đến đây thì chúng ta thấy là với cái sự phối hợp rất là nhịp nhàng của bộ ba xe phao mã thì hoàn toàn đã giành được chiến thắng. Nếu như ở đây bên đen sẽ bắt buộc phải lựa chọn là tốt 6 bình 7 và như vậy sau đó là sĩ 5 sẽ thoái 4 và chắc chắn là không còn đường đỡ nữa. Phải nói là đến đây thì chắc chắn là để phần thắng đã nghiêng về phía bên đỏ rồi. Vâng. Không hiểu vì lý do gì mà lại tốt 6 bình 5. Tốt 6 bình 5 đơn giản là để câu thêm một nước nữa thôi. Vâng, bây giờ là có thể là vỗ chiếu tướng và chiếu tướng bắt xe và như vậy là con xe chắc chắn là mất xe rồi. Bây giờ nếu như xe 4 sẽ bình 6 thì nếu mà thoái xe về thì sẽ là mã 7 sẽ thoái, mã 3 sẽ, mã 7 sẽ thoái 6, chiếu tướng ăn nốt xe. Vâng. Vâng, tiếp tục chiếu ăn xe. Vâng. Vâng, tôi đã nhận được tín hiệu. Vâng. Tôi đã nhận được tín hiệu của người chơi Phùng Gia Thuận. Vâng, rất tiếc cho anh Phùng Gia Thuận. Vâng, xin mời anh cần điều gì? Vâng, tôi thua rồi. Vâng, thua. Xin mời trọng tài Thế Chí. Vâng, và như vậy thì ở ván đấu thứ nhất thì người chơi Phùng Gia Thuận đã chấp nhận thua cuộc. Và như vậy thì người chơi Trần Viết Soái đến từ Bắc Ninh mang mã số 529 đã giành được thắng lợi ván đấu thứ nhất. Tạm thời thì anh Trần Viết Soái tạm dẫn với tỷ số 2-0. Và chúng ta hãy cùng chờ đợi ván đấu thứ hai. Ở ván đấu thứ hai, người chơi Phùng Gia Thuận sẽ được quyền đi trước. Vâng, rất tiếc cho người chơi Phùng Gia Thuận đúng không ạ? Xin hỏi anh Thuận một chút, ở thời điểm ván đấu thứ nhất thì anh thấy mình mắc sai lầm ở cái điểm nào? Tôi khai cuộc nó cũng được chuẩn. Vâng. Cho nên là trong khai cuộc dẫn đến thất thế. Vâng. Mắc sai lầm cái nước mà tôi để con pháo bắt mã đúng không ạ? Con pháo sang nó bắt bắt mã. Vâng. Pháo 8 của người ta mình 3 bắt mã thôi. Vâng. Cái nước ấy là bắt đầu thấy sai lầm. Vâng. Không phòng cái nước đấy. Vâng. Chính cái thời điểm mà pháo 8 bình 3 của người chơi Trần Viết Soái, tôi cho rằng cái nước đó là một nước tuyệt vời. Từ thời điểm đó trở đi đã mọi cái ưu thế đã dần dần từ nhỏ thành lớn đúng không ạ? Vâng, và đấy thì thực chất đấy là một tư duy chiến lược. Vâng. Và khi mà nhận thấy điểm yếu của đối phương thì lập tức là điều quân
đến tấn công và giành được thắng lợi. Phải nói đây là một cái tư duy chiến lược rất là nhạy bén. Đúng vậy. À, phải nói là người chơi Trần Viết Soái đã có một ván đấu cực kỳ xuất sắc trong xuất sắc ngày hôm nay. Vâng, rất tiếc cho người chơi Phùng Gia Thuận. Tuy nhiên thì chúng ta vẫn sẽ phải còn có cơ hội ở ván đấu thứ hai dành cho anh Phùng Gia Thuận. Nếu như ván đấu thứ hai anh Phùng Gia Thuận là người chơi chiến thắng. Tuy nhiên thì cũng có một cái lợi thế không hề nhỏ dành cho Trần Viết Soái, đó là ở ván đầu thì anh đi tiên và anh đã giành chiến thắng rồi, đúng không ạ? Ở ván thứ hai này thì anh chỉ cần một ván hòa mà thôi. Đó cũng là một cái lợi thế không hề nhỏ một chút nào. Và anh Soái thân mến, anh thấy ván đấu thứ nhất thì thế nào? Cũng gặp nhiều may mắn anh ạ. Vâng. Bởi vì là chú Thuận chú đánh Thuận pháo. Thế nhưng mà sau khi bình xong hoành xe lên thì để nội ra cái điểm yếu tại nội ba. Sau khi chú tấn xe xuống áp dòng kiểu thì cái nộ 3 này nộ ra để tôi có đường đấm binh 5, đấm binh 3 qua để gây áp lực đối với con mã nộ 7. Vâng. Thế thì sau lúc đấy là hơn quân rồi thì ở cái hình cờ bên hậu chưa có đòn đánh tiếp theo thì tôi gia tăng áp lực được. Sau khi đấu được vậy quân đi thì gãy thương tượng nữa, càng xe tấn kiểu ở nước khai cuộc, sau đó chưa rút về để chi viện kịp. Vâng. Nên bị vỡ trận phòng thủ với 3 cây đánh, 3 cây bên phải đánh. Vâng. Đến thời điểm này người chơi Trần Viết Soái vẫn nói rằng anh gặp may mắn ở ván này, đúng không ạ? Vâng. Đó là một cái câu nói mà tôi cho rằng là rất là khiêm tốn, rất biết mình biết ta. Tuy nhiên thì tôi nhận thấy anh Soái ạ, anh là một người rất biết cách khiến cho khán giả cảm thấy sốt ruột. Với những cái giây phút vừa rồi, anh đã thành công với cái cách của anh, với cái lối chơi của anh. Và quý vị hãy đừng rời màn hình, chúng tôi sẽ quay trở lại ngay. Suối đài bao la.
tiến cô bé vào ra hầu cần việc trong ngoài cần mẫn sớm hôm mẫu bàn coi dọc cá tòa. Vâng thưa quý vị, như vậy là chúng ta đã kết thúc ván đấu thứ nhất và ngay bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang ván đấu thứ hai. Nếu như người chơi Phùng Gia Thuận có được một chiến thắng ở ván đấu thứ hai này thì chắc chắn chúng ta sẽ phải có một ván cờ chớp để phân định thắng thua. Anh Chí đã sẵn sàng cho ván cờ chớp chưa ạ? Có lẽ là anh lại quá xúc động. Vâng. Tôi xin lỗi, một ván đấu thứ hai ạ. Vâng, tôi đã sẵn sàng ván đấu thứ hai. Những cái thời điểm như này thì phải nói là đến bản thân tôi ngồi đây tôi còn cảm xúc rất là dâng trào, không biết là hai người chơi thì còn cảm thấy nóng bỏng như thế nào nữa, đúng không ạ? Vâng. Vâng. Đây là cái cách mà người chơi Trần Viết Soái đã truyền cho chúng ta đang ngồi đây và truyền cho tất cả khán giả, hàng triệu khán giả đang ngồi trước màn ảnh nhỏ. Anh Soái, cái cách của anh Soái làm rất là thành công, đúng không ạ? Vâng. Hai người chơi đã sẵn sàng cho ván đấu thứ hai rồi chưa? Sẵn sàng. Vâng. Hai người chơi đã sẵn sàng. Ván đấu thứ hai bắt đầu. Vậy là ván đấu thứ hai đã bắt đầu. Ở ván đấu thứ hai này thì Phùng Gia Thuận sẽ là người cầm quân đỏ đi tiên và Trần Viết Soái cầm quân đen đi sau. Tiếp tục phương án pháo đầu. Vâng, và như thế chúng ta đã thấy là ở đây thì hai bên đã triển khai một thế trận là pháo đầu đối với Bình Phong Mã tiến thất binh. Và như vậy thì anh Phùng Gia Thuận đã quyết định lựa chọn phương án quá Hà Sa. Và đối lại thì anh Trần Viết Soái đã chọn phương án là tả mã bàn Hà. Ta thấy là một cái trận thế rất là hấp dẫn. Và đây thì ở đây thì anh Phùng Gia Thuận đã quyết định là lựa chọn là phương án xe 2 bình 4. Trong cái phương án, những cái phương án tấn công của bên đi trước thì phương án xe 2 bình 4 là một trong những phương án là duy trì cái áp lực tấn công vừa phải và rất là ổn định. Thì dường như là chúng ta thấy là rất là nhiều các danh thủ có thể áp dụng phương án này. Và sau khi đi xe 2 bình 4 mà đối phương đi mã 6 tiến 7, chúng ta thấy bên đi trước có rất nhiều lựa chọn. Ví dụ như là có thể là pháo 8 tiến 1 hoặc là pháo 5 bình 4. Và ở đây chúng ta thấy là phương án là mã 7 tiến 6. Và đều là những phương án tạo cho bên đỏ một cái thế trận rất là ổn định. Và rất có thể là đến đây thì anh Thuận sẽ đi pháo 5 bình 6 để hạn chế bớt lộ xe xuất của bên hậu, và như vậy thì tạo một cái thế trận là rất là vững chắc cho bên tiên. Phải nói là đến đây thì rất có thể là anh Phùng Gia Thuận đã chọn một phương án chơi gọi là trường kỳ kháng chiến để mà chống lại cái hình cờ rất là vững chắc của bên anh Soái. Và chúng ta hãy cùng chờ xem nước đi tiếp theo của Phùng Gia Thuận là gì, liệu là có pha 5 bình 6 hay không. Vâng, bình 6 nhưng mà không phải pháo 5 mà là pháo 6. Đã 8 bình 6.
Vâng, chúng tôi tiếp tục nhận được tín hiệu của người chơi Trần Viết Soái. Vâng, anh cần điều gì? Tôi cần sự trợ giúp của người đồng hành với tôi, anh Vũ Hữu Cường. Vâng, xin mời anh Vũ Hữu Cường trợ giúp cho người chơi Trần Viết Soái. Alo. Anh Cường à? Ờ. Ở cái hình cờ này thì người ta mình đỡ tả mã bàn hà nữa, ở cái biến người ta không dời pháo 5 ra lại bình pháo 8 bình 6. Ừ. Thì em đang dự tính đi nước pháo 2 tấn 3, nhưng mà anh xem là cái hướng đánh để mình đưa vào cái hình cờ làm sao cho nó ổn. Ờ, đi pháo 8 bình 6. Đi pháo 8 bình 6. Ờ, mở mặt xe 8 ra. Để có thể pháo 8/6 người ta chém pháo tốt đầu thì kệ, người ta xuất xe ra, người ta xuất xe 9/8, xe 9/8 thì mình có thể đi xe 1/2 đấy, nước sau xe có thể 1/2. Đi nước sau có thể đi xe 8/5 bắt con ngựa, phải không ạ? Xe 8 kỵ hà bắt con ngựa. À, đấy đấy, kiểu các trường hợp ngựa ta ăn tốt đầu thì mình chạm pháo đầu trước à, đấu hết đi à? Ừ, người ta ăn pháo đầu thì mình thích quá thì mình chạm pháo đầu xong mình ăn đi thì cờ cân bằng nữa mà, đúng không? Thế là bây giờ vẫn pháo 8/6, người ta xe 9/8 thì xe 1/2, người ta mã 6/5 thì mình ăn pháo đầu hay ăn mã lên, ăn pháo đầu đi chứ. Mã 6/5 thì ăn pháo đầu. Ăn pháo đầu. Thì đơn giản đi gì? Ừ, đơn giản đi thôi. À. Đúng không? À. Vâng. Ok, cảm ơn anh. Vâng, người hỗ trợ thì muốn đơn giản đi, nhưng có vẻ như anh Trần Viết Soái anh cũng muốn phức tạp lên hay sao đấy, đúng không ạ? À, trong khi đó là ở ván đấu thứ hai này anh Soái chỉ cần một ván hòa mà thôi. Vâng, anh Soái sẽ dự định là ván thứ hai này một cái lối chơi như nào? À, tôi đi sau cho nên là đang lại thuộc vào cái trận của người đi tiên. Vâng. Nên tôi đỡ tả mã bàn hàng đến đây đến hình cờ là cũng hơi lạ một chút. Xong khai cuộc. Vâng. Vấn đề là đang xử lý cái hình cờ có hai hướng đi pháo 8/6 để thông mặt xe và pháo 2/3 để tăng áp một cái mã để đấu vậy quân đi để đưa hình thế cờ về đơn giản. Vâng. Nhưng mà tôi cảm ơn cái trợ giúp của anh Cường. Vâng. cái hướng cờ nó nặng tính. Vâng, anh Soái có gửi lời là cảm ơn anh Vũ Hữu Cường đã có cái sự trợ giúp rất là hay. Vâng, ván đấu tiếp tục. Vâng, và như vậy trở lại với trận đấu, chúng ta thấy là người chơi Trần Viết Soái đã chấp nhận đi theo cái sự trợ giúp của người đồng đội của mình. Anh đi pháo 8/6 với mục đích là thông con xe 8 để mở đường cho xe 8 có thể tiến 5. Và như vậy thì tạo ra lên một cái thế trận hết sức là vững chắc. Và chúng ta thấy là người chơi cùng Gia Thuận thì đã lựa chọn một phương án khá mới là thay vì là pháo 5/6 và sẽ quyết định là đi pháo 8/6. Thì chúng ta cũng giống như ván đấu đầu tiên thì chúng ta thấy là người chơi cùng Gia Thuận cũng đã có một phương án rất là mới, tức là xe tiến con xe 4 tiến 6 và sau đó là bình 3, cũng là phương án rất là mới. Tuy nhiên là cái phương án mới trong ván đấu thứ nhất của anh đã không đạt được hiệu quả như mong muốn. Còn ở ván đấu thứ hai này thì chúng ta cũng cùng chờ xem là liệu là với cái phương án mới này của mình thì liệu người chơi cùng Gia Thuận có đạt được ưu thế hay không. Và đến đây chúng ta thấy là cũng trở lại với hình cờ thì rõ ràng là với cái phương pháp chơi như này rất khó có thể cho anh Thuận đạt được mục đích. Ở đây nếu như trong trường hợp mà tất nhiên là nếu như anh Soái sẽ không đi mã 3/5 lên, bởi vì đi mã 3/5 thì sẽ bị pháo 5/4 và sẽ có lợi thế pháo đầu của bên đỏ thì rất là không tốt, và có lẽ rất có thể là anh sẽ đi mã 7/5. Vâng. Và như vậy anh đã đi mã 7/5 rồi. Còn nếu ăn tượng lên thì sẽ là ăn mã và sau đó thì trở thành xe hai pháo đánh với xe pháo mã và hai bên đều còn nguyên sĩ tượng, thì như vậy là hình cờ cả hai bên đều rất là ổn định và khó lòng có thể giành được chiến thắng ở trong những hình cờ như thế này. Bây giờ chắc chắn là sẽ là mã 3/5 và khi mà xe 4/5 thì chắc chắn sẽ là xe 2/4 thông luôn nội xe lên, thì như vậy chúng ta thấy rằng là cả hai bên đều có hình cờ khá là chắc chắn. Và có lẽ là anh Phùng Gia Thuận đã muốn là sử dụng cái lợi thế là hơn được hàng tốt. Thì anh sau khi đấu một loạt quân thì anh Phùng Gia Thuận đã hơn một loạt tốt, xe đầu đã kiểm soát được hàng tốt, và như vậy là hy vọng là với cái lợi thế nhỏ nhoi này thì có thể giành được ưu thế về cờ tàn chăng.
Và chúng ta hãy cùng chờ xem là liệu là cái tính toán đó của anh Phùng Gia Thuận liệu có đạt được mục đích hay không. Ở trong những hình thế như này, chúng ta thấy rằng là mặc dù là hàng tốt của bên đỏ, bên đen đang bị kiểm soát, tuy nhiên là bù lại thì anh... Vâng, tôi nhận thấy tín hiệu của Phùng Gia Thuận. Vâng, anh cần gì ạ? Tôi sẽ trợ giúp ạ. Vâng, người chơi Phùng Gia Thuận đang cần sự trợ giúp. Vâng. Vâng, xin mời anh. Anh Thuận nghe rõ chưa ạ? Rồi. Thế bây giờ cờ mình là đang có lợi thế đấy. Cờ của mình đủ binh chủng. Thế bây giờ mà mình lên sĩ là cờ thủ. Cho nên là anh tiến pháo lên dọa bắt lấy một vàng tốt. Còn con ngựa của mình kia là đủ sức để tung hoành. Họ chưa bắt được ngay đâu. Và họ cũng, mình chỉ công thôi, đừng có như vậy thủ nữa. Vì hai pháo của họ mới, xe của họ không lên được. Vậy là mình như vậy họ dùng. Họ lên bắt mã bắt tốt thì sao? Ồ, họ lên bắt mã thôi chứ. Bắt một quân lên bắt mã. Lên bắt mã, ta chạy mã. Ta chạy mã, ta đánh mã vào cái, ta phóng mã tiến lên 6. Xong ta lại tiến 7. Hoặc là ta tiến tiếp sang cái nước bên bên con pháo đứng rồi đấy. Con pháo đứng ở lộ 4 đấy. Thế bây giờ, và lúc đó mình tha hồ đánh. Bên kia của họ là xe không lên được, pháo vẫn là nằm ở nhà. Không cần phải phòng thủ sĩ. Còn tốt đầu mình đã có xe giữ rồi. Thế nhá. Anh nắm được cái chiến lược chưa? Mà phải đánh cờ tàn tốt nha. Có cục là phải đánh ngay. Nha. Rồi. Okay. Thế chúc anh thành công chưa? Rồi, cảm ơn. Cơ hội cho anh Phùng Gia Thuận ạ. Vâng, hy vọng rằng anh sẽ lựa chọn những nước đi thật chính xác. Ván đấu tiếp tục. Vâng, phải nói là chúng ta đã thấy là người chơi Phùng Gia Thuận đã nhận được một sự trợ giúp rất là đắc lực của người bạn đồng hành của mình. Và đây thì rõ ràng là chúng ta thấy là anh Phùng Gia Thuận có nước đi rất là mạnh, là pháo 6-4 với mục đích là dọa chém một trong hai con tốt biên của anh Trần Viết Soái. Nói là đây là một nước cờ hết sức là hung hãn. Vâng, và anh Soái cũng đã quyết định là tấn công, lấy tấn công để làm phòng thủ. Và chúng ta thấy rằng là tuy là anh Trần Viết Soái mặc dù là sẽ bị kém hàng tốt, vì là xe pháo của đối phương ở hàng tốt thì rất dễ, có thể là chỉ lợi thế hơn tốt. Tuy nhiên là để bù lại thì hai xe, hai pháo của anh Trần Viết Soái rất là linh hoạt. Và do vậy là sẽ lấy tấn công làm phòng thủ. Chúng ta thấy là ở những hình cờ như thế này thì xe hai pháo cũng sẽ rất là có thể là sử dụng cái phương án đánh nhanh thắng nhanh, và như vậy ở đây sẽ lấy tấn công để làm phòng thủ. Và chúng ta hãy cùng chờ xem, trận đấu đang hết sức là hấp dẫn và ngày càng hấp dẫn hơn. Đây lại tiếp tục là những cái thời điểm rất nhạy cảm của ván đấu thứ hai này. Nếu như đưa ra những cái sự lựa chọn không chính xác thì rất có thể tình thế sẽ bị thay đổi. Vâng, và rõ ràng ở đây thì chúng ta thấy là cả hai người chơi đều phải hết sức là cẩn trọng và chính xác trong những bước đi tiếp theo của mình. Vâng, có lẽ là anh Soái đã quyết định là lùi xe về để mục đích là đe dọa là đè mã. Nhưng mà tôi cho rằng là con nước đi có thể mạnh mẽ hơn là đi xe 4-5. Xe 4-5 thì với mục đích là cản trở đường mã và đồng thời đe dọa là tốt 7-1 qua sông. Ở đây thì chúng ta thấy là nó tạo điều kiện cho nhảy mã lên, nhưng có lẽ là đây cũng là một cái hướng mà anh Soái cố tình đưa ra chăng. Vì trong trường hợp mà mã 4 tiến lên thì rất có thể là sẽ là xe 6-8 sẽ bình 6 và đe dọa ăn hơn sĩ của anh Soái đây rồi. Có lẽ là anh Soái đang muốn lấy tấn công để làm phòng thủ, đúng như cái dự liệu của chúng tôi. Chúng ta trở lại với ván đấu thì chúng ta thấy rằng là ở đây thì rõ ràng là bên đỏ tạm thời đã hơn
hơn được tốt, những con tốt, nhưng mà những con tốt này tạm thời chưa có thể qua sông được, trong khi mà đối phương thì sẽ xe hai xe hai pháo rất là linh hoạt tấn công. Và ta thấy ở đây thì anh cùng Gia Thuận đã lên sĩ 4-5 củng cố trung lộ và không ngại gì nước xe 8-7, bởi vì sau đó anh sẽ dùng pháo 1-3 bắt. Thì ở đây rất có thể là người chơi Trần Viết Soái có thể đi tốt 7-1, trong trường hợp mà nếu mà tượng 5-3 lên thì sẽ là xe 8-7 bắt xe bắt mã, bắt tượng bắt mã. Còn nếu không thì con tốt 7 sẽ uy hiếp trực tiếp con mã, phải nói là rất là nguy hiểm. Và có lẽ là nước đi hợp lý hơn của bên đỏ có lẽ là nước mã 3-4 thay vì là đên sĩ một cách bị động như thế này. Và chúng ta hãy cùng chờ xem liệu là người chơi Trần Viết Soái có chơi nước binh 7-1 hay không. Vâng, anh Trần Viết Soái đã đi binh 7-1 rồi. Phải nói là chúng ta thấy là anh Soái là một người rất là nhạy bén về những cái hình cờ như thế này. Và cái tư duy nhạy bén nó sẽ đã giúp anh đã giành được rất nhiều chiến thắng ở trong những cái giải đấu quan trọng. Và như vậy là chúng ta thấy rằng là trở lại với ván đấu thì cái mục đích của ván đấu thì rõ ràng là chúng ta thấy nếu như bên đỏ mà muốn giành được thắng lợi thì bắt buộc là phải phối hợp 3 quân, xe pháo mã thì may ra mới có thể giành được thắng lợi. Còn ở đây thì rõ ràng là khi mà con mã không lên được thì cái khả năng mà giành được thắng lợi là vô cùng khó khăn. Và phải nói là anh Soái đã rất là nhạy bén và đã lập tức là ghim chặt con mã này lại. Chúng ta thấy ở đây nếu như đi tượng 5-3 thì chắc chắn sẽ là xe 8-7. Và như vậy là không còn nước tiến pháo để bắt nữa. Xin lỗi, nước bình pháo để bắt nữa, pháo 1-3 bắt nữa. Tại vì pháo 1-3 thì sẽ là xe 7-1 ăn về tượng. Vâng, và như vậy là chúng ta thấy là người chơi Phùng Gia Thuận là quyết định là đấm tốt 1-1. Có lẽ là anh Thuận muốn là sau khi nước tốt 1-1 thì sẽ là mã, nếu tốt 7-1 thì sẽ là mã 3-1. Và như vậy là muốn thông mã đường biên cũng là một trong những phương án có thể hiểu được trong cái hình cờ này. Tuy nhiên là nếu như trong trường hợp mà thông mã đường biên mà đối phương đi xe 4 sau khi tốt 7-1, mã 3-1 mà đối phương đi nước xe 4-4 thì phong tỏa hàng hà thì dường như là cũng con mã này sau đó cũng sẽ rất là khó phát triển. Và chúng ta hãy cùng chờ xem là liệu đến bây giờ lại đến lượt Trần Viết Soái đi cờ, liệu là anh sẽ sử dụng phương án nào. Vâng, anh Soái vẫn quyết định là tốt 7-1 bắt mã. Không, và không như chúng ta dự liệu là anh Thuận đã mã 3-4. Như vậy là nước tốt 1-1 anh không phải là dự phòng cho nước mã 3-1 mà chỉ đơn giản là để tránh không bị mất tốt mà thôi. Vâng, và như vậy thì đến đây thì anh Soái đã quyết định là đi xe 8-2 với mục đích là quản lý hàng hà của mình. Và sau đó rất có thể là sẽ tiếp tục là đi xe 4 tiến lên nữa, thì như vậy là kiểm soát chặt cái lộ hà của mình không cho tốt sang sông. Và đến đây thì chúng ta thấy là người chơi Phùng Gia Thuận đã quyết định là đi pháo 1-3 với mục đích là đe dọa nước xe 5-1 ăn lợi tượng. Và rất có thể là đến đây thì người chơi Trần Viết Soái có thể phải đi xe 8-4 chăng.
Không, anh Sái đã quyết định là không thoái xe mà tiến xe lên giữ tượng. Ta thấy là nước tiến xe lên giữ tượng đồng thời giữ luôn con pháo, và rất có thể là người chơi Trần Viết Soái là muốn sử dụng con pháo 6 linh hoạt để tham gia tấn công. Vâng, anh Trần Viết Soái đã quyết định là đi xe bình 7 với mục đích là đe dọa là tốt 7 tiến 1, sau đó tốt 7 tiến 1 tiếp là quyết tâm bắt chết con ngựa. Ngoài phương án này thì chúng ta thấy là có thể có phương án khác, ví dụ như là sẽ pháo 6 có thể bình 9 và sau đó là pháo 9 thoái 1 đe dọa bắt chết pháo. Và như vậy chúng ta thấy là anh Soái đã quyết định là lựa chọn phương án là sẽ tấn công vào điểm yếu là con mã đang nằm nhà rất là cô đơn của bên đỏ. Và nước tiếp theo thì gần như chắc chắn là sẽ là binh 7 tiến 1, và sau đó binh 7 tiến 1 tiếp. Và như vậy thì chúng ta thấy là ý đồ chiến lược của bên đen là sau khi đã phòng thủ rất là chắc chắn rồi thì sẽ sử dụng phương án là tấn công vào cái điểm yếu của đối phương bằng cái con tốt sang sông. Như vậy là rõ ràng là bên đỏ thì hơn hai tốt, nhưng hai tốt đều chưa sang sông, trong khi đó thì bên đen chỉ có một tốt thôi, nhưng mà con tốt đó thì đã sang sông rồi và đang uy hiếp rất là mạnh ở bên phòng tuyến của đối phương. Và liệu chúng ta cùng chờ xem người chơi Trần Viết Soái có đi tốt 7 tiến 1 hay không. Và tôi nghĩ rất có khả năng là anh sẽ đi tốt 7 tiến 1 và sau đó là tiếp tục tốt 7 tiến 1 nữa. Đó là trận đấu của chúng ta ngày càng trở nên căng thẳng và hấp dẫn hơn. Mặc dù sau ván đấu thứ nhất có phần thất lợi thì ở ván đấu thứ hai này người chơi Phùng Gia Thuận của chúng ta đã tỏ ra là một người chơi rất là sắc sảo, và anh đã thể hiện được những cái đường nét tấn công nó cũng rất là xuất sắc. Tuy nhiên là chúng ta thấy rằng mặc dù với cái lợi thế đi trước mà vẫn giữ được cái lợi thế tiên thủ của mình, nhưng mà người cầm con đen đi sau đối trọng lại với anh Phùng Gia Thuận cũng là một người chơi già dặn kinh nghiệm và hết sức bản lĩnh. Và chúng ta hãy cùng chờ xem liệu là với một cái ưu thế hết sức nhỏ nhoi này, người chơi Phùng Gia Thuận liệu là có thể cân bằng được tỷ số hay không. Nói là rất là khó khăn. Vâng, anh Thuận đã quyết định là bỏ tốt đầu, và tôi nghĩ rằng đây là một cái nước cờ rất là hợp lý. Bởi lẽ nếu như không ăn tốt đầu thì sẽ là đe dọa là binh 5 tiến 1. Còn nếu ăn tốt đầu thì chắc chắn là sẽ là mã 4 tiến 3. Và như vậy thì bỏ một tốt nhưng mà ăn được lại tốt đối phương. Cũng là một nước cờ hết sức là hợp lý.
liệu là Trần Viết Soái có thể đi nước cờ nào tiếp theo đây. Ta hãy cùng chờ xem liệu rất có thể là sẽ là binh 7 tiến 1 chăng, ăn thêm hơn tượng chăng. Vâng, binh 7 tiến 1. Ta thấy là một nước cờ rất là hợp lý, ở đây bắt buộc là phải ăn tượng về. Thì chúng ta thấy là đây cũng là một nước ngầm tránh cái đường là xe 8 binh 7. Vâng, hy sinh một tốt để lấy đôi tượng. Vâng, hy sinh một tốt lấy đôi tượng và nước tiếp theo rất có thể là một ăn pháo vào sĩ, hai ăn pháo vào mã, hai là bình pháo ra, sau đó chuyển xe sang bắt pháo vân vân. Thì chúng ta hãy cùng chờ xem. Phải nói là những cái nước cờ đến đây cả hai bên đều thi triển những cái nước công lực rất là hay rồi. Bây giờ thì vâng, chúng ta thấy là anh Soái đã quyết định là thoái xe về. Nhưng theo tôi thì có lẽ là chúng ta nên là bình con pháo 6, có thể bình 8. Nếu như trong trường hợp mà bên đối phương lấy xe hoặc tốt chống đỡ thì chúng ta lại tiếp tục chạy pháo và tìm đường để tiến con pháo 6 đó lên. Thì có lẽ là hợp lý hơn là thoái xe về. Có lẽ như người chơi Trần Viết Soái đã muốn là để con xe của mình ở vị trí nó linh hoạt hơn chăng? Và giờ theo tôi thì rất cần thiết là sẽ phải chuyển pháo 6 để tiến lên để sử dụng thế tấn công, và có lẽ là anh vâng, phải nói một nước rất độc đáo. Chúng ta thấy là ý pháo cũng là một biến rất là hay. Ở đây nếu như tốt 5 tiến 1 thì chắc chắn là sẽ là pháo 2 bình 5 và sau đó là sẽ là xuất tướng. Chúng ta hãy cùng chờ xem. Và phải nói là nước cờ có phần rất là mạo hiểm, nhưng mà cũng có thể chấp nhận được trong cái hoàn cảnh này. Nếu như không đi ăn pháo tốt 5 tiến 1 thì chắc chắn là cũng sẽ là tướng 5 bình 4. Tôi cho rằng đây là một cái nước cờ hết sức là hợp lý. Đến đây thì nếu như không ăn pháo thì sẽ là tướng 5 bình 4. Và trong trường hợp mà ăn pháo thì pháo 2 bình 5, nếu xe bình vào thì cũng vẫn là xuất tướng ra. Hoặc là có thể tiến ngay con xe 4 tiến lên bắt xe ngũ ngay. Và như vậy thì sau khi bắt xe ngũ thì ăn ra tốt biên thì gỡ lại quân. Chúng ta thấy là một nước cờ có lẽ là rất là sắc sảo của Trần Viết Soái. Phải nói là tôi cho rằng một nước cờ rất hay. Và đến đây chúng ta hãy cùng chờ xem người chơi Phùng Gia Thuận liệu là có phương án gì để chống đỡ lại nước cờ hóc hiểm này hay không. Phải nói là anh Trần Viết Soái đã cho chúng ta một cái lối chơi hết sức là bất ngờ, và bất ngờ với tất cả chúng ta ở đây. Nhưng mà sau nước cờ này chúng ta thấy là rõ ràng là trận đấu sẽ đã hấp dẫn hơn rất nhiều rồi. Vâng, bắt buộc là phải đi tốt 5 tiến 1, và bây giờ pháo 2 bình 5. Thì nếu như trong trường hợp 1 là mã 4 tiến 5, thì mã 4 tiến 5 thì sẽ là xe 7 tiến 5 chiếu tướng. Và sau đó là sẽ là xe 7 thoái 2 bắt mã. Và nếu thoái xe về giữ, không bắt mã chứ ạ. Nếu là mã 4 tiến 5 thì sẽ là xe 7 tiến 5 chiếu, xe phải thoái về. Và xe 7 thoái 2 bắt mã, nếu thoái xe về giữ sẽ là xuất tướng. Và nếu không thì sẽ bắt lại mã.
Còn trong trường hợp mà xe 4 tiến 5, à xe 4 bình 5 thì đơn giản nhất là xe 4 tiến 1 bắt xe. Sau đó sau khi chạy xe thì ăn xe ra biên bắt lại pháo và như vậy là gỡ lại con pháo, đồng thời hơn đối tượng. Phải nói là đến đây thì ưu thế đã nghiêng về phía người chơi Trần Viết Soái rồi. Vâng, và đây rất có thể đơn giản nhất, xe 4 tiến 1, đúng rồi, chính xác rồi. Và sau đó sau khi chạy xe sẽ là ăn xe ra biên và gỡ lại con pháo và như vậy thì là ưu thế rồi. Sẽ là bình xe bắt rồi. Và đến đây chúng tôi nghĩ rằng tuy nhiên là người chơi Phùng Gia Thuận vẫn còn một cái hướng là sẽ chơi mạo hiểm là ăn pháo và sĩ. Tuy nhiên là nếu trong trường hợp ăn pháo và sĩ thì anh Soái vẫn có thể ăn sĩ về. Tại vì một con xe của đối phương đã bị trói thì con xe còn lại không có khả năng để gây nguy hiểm. Và sẵn sàng có thể chấp nhận nếu ăn pháo và sĩ thì sẽ là sĩ thoái về. Ăn sĩ về và sau đó thì tiến xe xuống hãm mã và sẽ bình xe bắt cục. Chúng ta sẽ cùng chờ xem liệu là diễn biến có như chúng ta dự đoán hay không. Vâng, có vẻ như là chiếc mũ của người chơi Phùng Gia Thuận ngày hôm nay. Vâng, anh Thuận đã tiến xe bắt tượng thì tôi nghĩ rằng nước cờ này là nước cờ không đem lại hiệu quả gì. Nhẽ ra nếu mà để cho còn hy vọng thì ăn pháo 2 bình 4 ăn sĩ thì may ra còn có cơ hội. Đến đây thì sau khi anh Soái thản nhiên ăn về pháo thì dường như là anh Thuận không còn đường tấn công nữa rồi. Phải nói là một nước cờ thí pháo rất là xuất sắc của người chơi Trần Viết Soái vậy. Và dường như chúng ta ở đây cũng rất là bất ngờ vì cái nước biến rất là xuất sắc đó. Vâng. Vâng, đến đây chúng ta thấy là có lẽ là không còn đường nào khác cho nên anh Thuận đã quyết định là liều chết xông lên. Và rất có thể là người chơi Trần Viết Soái có thể đi xe 8 tiến 5 để tranh tiên. À, vừa tranh tiên vừa cản trở đường mã lên và sau đó thì làm hàng tốt thì như vậy là gần như là thế trận rất là vững chắc. Tiến 5. Vâng, quyết định là tiến 7. Anh Soái muốn là ăn thẳng vào mã. Chúng ta thấy là nước cờ ăn thẳng vào mã. Còn nếu như trong trường hợp mà xe 7 thoái 2 thì sẽ là tiến xe chiếu trước, xong rồi sau đó mới ăn vào mã chiếu bắt xe luôn. Và như vậy chúng ta thấy là bây giờ đang đe dọa là nước xe 9 tiến 6. Nếu như là sĩ 5 sẽ thoái 4 thì sẽ là xe 8 bình 5. Phải nói đây là một nước tấn công rất là xuất sắc của anh Trần Viết Soái. Và hôm nay thì người chơi Trần Viết Soái đã đem lại cho chúng ta những cái nước cờ thực sự là rất là xuất sắc và phải nói là cũng rất là bất ngờ đấy. Anh Bình thấy... Vâng, tôi đã nói thời điểm đầu ở ván đấu thứ hai này đó là thật không thể tin nổi. Vâng, chúng tôi cũng thấy rất bất ngờ và có lẽ là cái nước đột biến ở đây là nước pháo 6 bình 5, thí con pháo và rất bất ngờ. Con pháo đấy con tốt. Chúng ta được chứng kiến ở vòng 1 và chứng kiến ở vòng 2 sự khác biệt
là quá lớn đối với người chơi Trần Viết Soái tính đến thời điểm này. Có lẽ thời gian vừa rồi anh đã phải tập luyện rất nhiều để tiếp tục cống hiến và thi đấu ở tại game show đấu trường cờ Việt. Và anh chị ạ, thời điểm vừa rồi thì tôi cũng nhận được rất nhiều thông tin, đó là các tỉnh thành cũng, những câu lạc bộ cũng bỏ ra rất nhiều thời gian để mà tập luyện, để họ có hy vọng họ tham gia về đấu trường cờ Việt. Vâng, có lẽ là một nước sai lầm của anh Phùng Gia Thuận rồi. Và đến đây thì có lẽ là dường như anh Thuận đã hết cơ hội rồi. Vâng, tôi nhận được tín hiệu rồi. Rất tiếc cho người chơi Phùng Gia Thuận ở thời điểm này. Vâng, có lẽ trọng tài Nguyễn Thế Chí. Vâng, xin mời anh. Vâng, có lẽ chúng ta phải đến với người chơi Phùng Gia Thuận trước. Vâng, ạ. Phùng Gia Thuận, vâng, anh cần điều gì ạ? Tôi xin thua. Vâng. Xin mời trọng tài Nguyễn Thế Chí. Vâng, và như vậy thì ở ván đấu thứ hai thì người chơi Phùng Gia Thuận đã phải chấp nhận thua cuộc. Và anh Trần Viết Soái, người chơi Trần Viết Soái đến từ Bắc Ninh mang mã số 529 đã giành được thắng lợi ở cả hai ván đấu. Vâng. Tổng tỷ số là anh Trần Viết Soái đã chiến thắng với tỷ số 4-0. Và anh Trần Viết Soái là người sẽ đi tiếp vào vòng 3 của chương trình đấu trường cờ Việt. Vâng. Xin chúc mừng người chơi Trần Viết Soái. Vâng, chúc mừng người chơi Trần Viết Soái. Chúc mừng tất cả những quý vị khán giả đã ngày hôm nay đến với đấu trường cờ Việt và cổ vũ cho Trần Viết Soái. Và vâng, rất là tuyệt vời. Wow. Tuyệt vời. Vâng, và cũng xin được chúc mừng 500 anh em đang có mặt tại Bắc Ninh để chứng kiến cái trận đấu ngày hôm nay. Tôi không thể tin nổi với cái nước thí pháo của người chơi Trần Viết Soái, đúng không ạ? Không thể tin nổi. Vâng, cái thời điểm mà người chơi Trần Viết Soái bình pháo vào để trước mặt tốt để thí con pháo đó. Đó thực sự là một nước đi mà đến thời điểm này tôi cũng không thể tin nổi làm sao mà anh Soái có thể nghĩ ra cái nước đó. Và anh Chí thấy sao trận đấu này? Tôi nghĩ là một trận đấu đầy cảm xúc. Vâng. Một trận đấu hết sức đầy cảm xúc. Và phải nói là cũng tất nhiên là chúng ta chúc mừng cái sự chiến thắng của anh Trần Viết Soái, nhưng mà cũng để bù lại thì tôi thấy là người chơi Phùng Gia Thuận rất là xuất sắc. Xuất sắc. Tuy nhiên là vâng, rất là đáng tiếc là cuối cùng thì anh đã không giành được thắng lợi chung cuộc. Vâng, đúng vậy. Cũng là một cái điều đáng tiếc cho đấu trường cờ Việt khi mà chúng ta tạm phải chia tay với người chơi Phùng Gia Thuận đến từ Vĩnh Phúc. Có lẽ anh em Vĩnh Phúc ngày hôm nay cũng có một phần nào đó là cũng khá là thỏa mãn, bởi vì cái sự tấn công của người chơi Trần Viết Soái ở cái thời điểm hai ván đấu vừa rồi, tôi cho rằng cũng khó lòng mà chống lại được, đúng không ạ? Những cái nước đi mà bản thân tôi phải dùng những cái từ là không thể tin nổi. Vâng, xin được hỏi anh Trần Viết Soái, anh thấy ván đấu vừa rồi thế nào ạ? Và chúng ta đang nói chuyện trên một cái nền nhạc rất là vui tươi của đấu trường cờ Việt. Anh thấy thế nào anh Soái? Vâng, tôi nghĩ là ván đấu rất là kịch tính. Và báo cáo với anh Bình là sau khi được xong vòng 1 thì tôi cũng có xem qua và tập huấn nhờ anh Cường, Vũ Cường tập huấn cho. Nên là tôi cũng không ngại xô sát ở khỉnh cờ. Hôm nay tôi đi hậu, nhưng sau khi có cơ hội đấm top 7 sang để đánh đối công với đối phương thì tôi cũng mạnh dạn này, tôi đi đường cờ top 7 sang. Vâng. Để tôi có hai thằng pháo gánh tương đối vững ở hệ thống phòng thủ. Vâng. Đối phương thì hơn tôi được 3 thằng tốt sau khai cuộc. Tuy nhiên thằng top 7 tôi xuống thì ép được mã về, nhưng tôi nhìn hình cờ này không có đường đánh để thắng được bằng chung cuộc, nên là tôi mạnh dạn tôi đánh đối công. Vâng. Là cũng may là bác Phùng Gia Thuận cũng có một hai cái nước đi nó chưa được chính xác. Vâng. Sau khi mà tôi giật thằng xe 8 về Hà để phục nước sau là xe 6 bình 5 thí thằng xe thí thằng pháo, pháo 6 bình 5 thí pháo. Vâng. Thì tôi nhìn thấy hai đường đánh đều có thể ưu thế được. Vâng. Nên là tôi quyết định là cái nước giật xe một chiếc, sau đó mới bình pháo 6 bình 5 để tấn công. Vâng. Nên là cũng từ cái nước đấy là tôi lấy lại được cái ưu thế của cái hình cờ và khuếch đại đến thắng lợi. Đúng vậy, rất là tuyệt vời đúng không anh Chí? Vâng. Ngày hôm qua thì tôi có nói rằng, thưa quý vị, Bắc Ninh ơi Bắc Ninh, tôi yêu Bắc Ninh mất rồi, nhưng ngày hôm nay tôi sẽ phải nói rằng anh Trần Viết Soái ơi, anh Soái ơi, tôi yêu anh mất rồi. Có lẽ nếu như nhà tôi mà cạnh nhà anh thì có lẽ suốt ngày tôi sang tôi thẩm cờ cùng anh Soái này anh chị ạ. Vâng. Không thể tin nổi anh lại có một cái nước đi hay đến như vậy. Và anh Soái, tôi thì tôi biết anh đến từ một vùng đất mà quan họ Bắc Ninh có thể nói là một cái câu câu ca tiếng hát mà được người dân cả nước được biết đến, đúng không ạ?
Với cái chiến thắng ngày hôm nay thì anh Soái có muốn một đoạn nhạc nào đó để gửi tới hàng triệu khán giả đã ủng hộ cho anh trước màn ảnh nhỏ không? Vâng, thưa anh Bình, Bắc Ninh được biết đến là quê hương của những làn điệu dân ca quan họ, vâng, mượt mà, đầm thắm, vâng, làm đắm say bao du khách gần xa. Vâng. Nếu có dịp xin kính mời quý vị các bạn về thăm quê hương Kinh Bắc, Bắc Ninh. Tuyệt vời. Đặc biệt là những vào những dịp đầu xuân năm mới, để được nghe các điển anh, điển chị quan họ, ca câu quan họ. Hôm nay thì trước cái đề nghị của anh Bình, mà đặc biệt là trước hai cái ván cờ mà tôi cũng may mắn giành chiến thắng trước Bắc Phùng Gia Thuận, vâng, thì xin mạn phép các điển anh, điển chị quan họ, tôi xin gửi tới anh Bình và quý vị khán giả một cái đoạn, một đoạn thôi, vâng, một đoạn trong thôi. Bài hát Lý Giao Duyên. Lý Giao Duyên. Quảng Bắc Bộ. Vâng. Wow. Lời bài hát đấy như sau. Trăm khúc sông đổ dồn về một bến, anh chẳng yêu nàng, anh đến chi đây? Đấy với đây không dây mà buộc, em với anh chàng chưa chuốc sao say. Vâng, quá tuyệt vời, tôi cảm thấy nao. Trăm khúc sông đổ dồn về một bến, anh chẳng yêu nàng, anh chẳng yêu nàng, anh đến mà chi đây? Hỡi nàng, nàng ơi, hỡi nàng, nàng ơi, anh chẳng yêu nàng, anh đến mà chi đây? Gặp mà nhau đây, mời người sơi nước, sơi nước sơi trầu, sơi nước sơi trầu, sau kết mà nhân duyên. Hỡi nàng, nàng ơi, hỡi nàng, nàng ơi, sơi nước sơi trầu, sau kết mà nhân duyên. Wow. Vâng, xin cảm ơn. Vâng, cảm ơn anh. Vâng, chỉ là cái câu hát quan họ thôi nhưng cũng khiến hàng triệu khán giả tôi cảm giác được, đang có cái cảm giác là nao lòng như giống như tôi bây giờ. Cái câu hát quá hay. Anh vâng, phải anh nói là điều gì đúng không ạ? Tôi thì tôi đã được chứng kiến anh Trần Viết Soái này hát rất là hay rồi. Vâng. Và phải nói là với giọng, chất giọng liền anh Kinh Bắc rất là mượt mà, đầm thắm. Vâng. Và hôm nay thì nếu như tôi được đề nghị thì lần sau mà nếu mà anh Soái mà tiếp tục chơi thì chúng ta sẽ dành thời lượng nhiều hơn để nhiều anh hơn được biểu diễn để anh ấy nhiều hơn. Phải nói là rất là xuất sắc. Vâng, xuất sắc. Và phải nói là trăm con sông đổ về một bến thì có lẽ là hàng trăm nghìn người đang đổ về đấu trường cờ Việt của chúng ta. Vâng, trận đấu ngày hôm nay phải nói là một trận đấu hay và một trận đấu thành công của đấu trường cờ Việt. Và anh Soái ạ, anh gây ra một cái tội ác rất lớn, đó là một người comment ở trên mạng xã hội có nói rằng mải xem đánh cờ trâu ăn hết lúa của hàng xóm, của một vị khán giả có tên là Kiên Nguyễn. Thì đây là một cái tội rất lớn của anh Soái đấy ạ. Vâng, chỉ vì anh mà trâu của anh Kiên Nguyễn là ăn hết lúa của hàng xóm rồi. Vâng, có lẽ tôi phải kết thúc trận đấu này sớm để tôi còn về trông lúa thôi ạ. Vâng, không, có lẽ là hàng rồi. Xóm hay là chắc là cái cô hàng xóm xinh lắm đấy. Có lẽ là có anh cố tình để cho sang để có lên sang trả nợ thôi. Vâng. Vâng, có lẽ chúng ta cần phải sướng lên vài cái tên của những vị khán giả trên trang mạng YouTube. Và chúng ta cùng xin chào bạn Tôn Văn Thắng, Thanh Phan, Trần Hải Nam, Kiên Nguyễn, Ba Sơn Đỗ, vâng, Bình Ghét, vâng, Đạt Anh, Trần Hải Nam. Vâng, các bạn comment rất nhiều. Tuấn Duy, Vi Quốc Phương, MCV, Ngọc Tuyển Nguyễn. Cảm ơn tất cả những các bạn đã comment và chia sẻ trên trang mạng YouTube. Đây là những cái điều mà phải nói là động lực rất lớn để khiến chúng tôi làm những cái trận đấu mà những cái chương trình hay hơn như thế này nữa, đúng không ạ? Vâng, anh có muốn nói gì, thời điểm này anh muốn nói gì với anh Soái không? Có lẽ là tôi cũng cảm thấy xúc động quá rồi. Vâng. Vâng, nếu nói gì sẽ rất là nhiều nhưng mà có lẽ là quá xúc động thì không biết nói gì nữa, bởi vì nó là tuyệt vời. Vâng. Và có lẽ tại vòng 3 thì trước khi trận đấu của anh Soái diễn ra, tôi sẽ phải có một cái lưu ý nho nhỏ tới quý vị khán giả, những người yêu cờ trên cả nước. Đó là buộc trâu thật chắc chắn trước khi xem cờ, trước khi xem trận của anh Soái, đúng không ạ? Không, như là tôi thì tôi sẽ đến, tôi cởi xây thừng nha. Anh buộc thì tôi cởi. Vâng, cảm ơn trọng tài Nguyễn Thế Chí. Hôm nay chúng ta có một trận đấu rất hay, đúng không ạ? Rất xúc động và rất nhiều cảm xúc.
Cảm ơn hai người chơi ngày hôm nay đã cống hiến cho quý vị khán giả một trận đấu nhiều cảm xúc như ngày hôm nay. Và cảm ơn tất cả những quý vị khán giả đang ngồi trước màn ảnh nhỏ đã chú ý quan tâm theo dõi chương trình của chúng tôi. Và cảm ơn tất cả những người chơi đến, những khán giả đến từ Bắc Ninh đã cổ vũ cho hai người chơi ngày hôm nay. Wow, chúng ta lại nhìn lại được những gương mặt. Và cảm ơn các bác rất nhiều. Và chúc các bác có thật nhiều sức khỏe để chúng ta tiếp tục cổ vũ cho anh Trần Viết Soái tại vòng 3. Và hãy nhớ buộc châu trước khi xem Trần Viết Soái, quý vị nhé. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.